Ngày 26 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp công an phường Trường Thạnh điều tra truy xét vụ đột nhập tiệm điện thoại trên địa bàn vào rạng sáng ngày 20 tháng 2. Anh T, 30 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, chủ tiệm điện thoại trên đường Lò Lu, nơi mất trộm tài sản cho biết, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 2, tiệm điện thoại của anh bị một thanh niên chui từ cửa sổ nhỏ phía sau, lén vào trộm 6 điện thoại, chờ sửa chữa của khách và hàng trăm phụ kiện điện thoại, tổng tài sản khoảng 30 triệu đồng. Đáng nói, kẻ trộm trong lúc lấy thì thản nhiên dùng điện thoại rọi đèn, lửa tài sản. Theo anh T, Tê, tên trộm còn lục tủ lạnh để lấy nước uống. Vụ việc cũng được anh Tê trình báo công an phường xuống ghi nhận. Hiện lực lượng chức năng đang truy xét kẻ trộm.